Wow, quá dữ luôn các bạn. Gỗ này rất là dài các bạn. Đưa cây gỗ lên các bạn. Không cho vô đâu. Gỗ gì? Vòng vòng đó đâu có ai chịu bán đâu. Không bán. Không ai bán rồi. Dễ gì? Gói chà bá luôn nè. Cho ngóc cái đầu gỗ lên để dễ quan sát. Cái gỗ này rất là dài nè. Có chừng nó cấn hai thành cống nè. Rồi nguy hiểm nè. Quay ngang cái gỗ luôn kìa. Rồi. Đụng tống rồi các bạn ơi. Rồi cắn nè. Thank you.
cái thành gỗ này rất là lớn các bạn. Quá dữ rồi. Wow. Bắt chớn hụ ga đưa lên nè các bạn. Quá dữ rồi, quá dữ rồi. Bật đầu cái gỗ lên các bạn ơi. Rồi, quá dữ rồi. Gỗ rất là lớn các bạn ơi. Tàu đầu kéo đang kiếm cái thế đưa cái khúc gỗ lên các bạn. Đầu kéo chúng ta chuyển cái gỗ về mé bên thành cổng bên kia các bạn. Bên này cao quá chúng ta lên không được. Hai đầu kéo chúng ta dồn về một phía rồi các bạn. Đầu kéo màu đỏ chúng ta di chuyển ra rồi, đầu kéo này mới tiến vào được các bạn ơi. Đầu kéo màu đỏ chúng ta di chuyển ra được các bạn. Không qua bên kia, chúng ta quay lại phía bến này rồi các bạn ơi. Lấy chớn hụ ga lên các bạn ơi, quá trời cái đầu kéo nó nghiêng các bạn ơi. Wow, dữ quá. Lên luôn bác tài ơi.